Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài luyện tập chung trang 178. Bài số 1. Người ta họ cho một cái giải như thế này. Bây giờ chúng ta trước tiên vậy chúng ta phải nhận xét. 732. Lên đây là 734, đúng không? Như vậy chỗ này là 733, đúng không? Vậy là 32 ta cộng 1 ra 33. Vậy là 733. 733 cộng 1 ra là 734. 734 cộng 1 ra là 735. 35 ta cộng 1 ra 736. 736 ta cộng 1 ra là 737. Này là gì? Chúng ta nhẩm thử xem. 905 là 908. Vậy cộng 1 ra 906, 907 được không? Vậy chúng ta sẽ cộng 1 ra 906. Cộng 1 ra là 907. 908. Cái này là 909. 909 nó cộng 1 ra là 910. 910. 60 966 số 7, số 8, số 9 là 9 9 7 9 9 8 9 9 9 cộng 1 ra 1000. Qua trang tiếp theo. Bài số 2. So sánh điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Cái này chúng ta so sánh thì trước tiên chúng ta sẽ xem có bao nhiêu chữ số, được không? Số đó có bao nhiêu chữ số? Này có 3 chữ số, này 3 chữ số, được không? Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ so sánh cái hàng trăm trước. Cái hàng trăm là cái hàng bên tay trái này. Đó, bên tay trái. Số 3 là hàng trăm bằng nhau. Nếu bằng nhau chúng ta sẽ so sánh tới hàng chục. Hàng chục 0, hàng chục 1, số 1 lớn số 0. Thì số này lớn hơn. Bài này cũng 3, cái câu này cũng 3 chữ số, này cũng 3 chữ số. Trước tiên chúng ta sẽ so sánh cái hàng trăm. Trăm bằng 8, này 8 bằng nhau. Hàng chục là 8, hàng chục là 7, số 8 lớn hơn. Cái này chúng ta, trước tiên chúng ta muốn so sánh thì chúng ta sẽ cộng này lại cái đã. Cộng này là 542. Bên này có 5, bên này có 5. Hàng chục 4, hàng chục 4, hàng đơn vị 2, hàng đơn vị 2. Hai số bằng nhau. Cái này cộng lại bao nhiêu đây? 2, 2, 2. Bên này là 3, 2, 2. Vậy hàng trăm là 3, hàng trăm là 2. Số 3 lớn hơn. Cộng này là bao nhiêu đây? 6, 8, 4. Hàng trăm là 6, hàng trăm là 6. Hàng chục là 8, hàng chục là 4. Số 8 lớn hơn. Này cộng là bao nhiêu đây? 5, 2, 5. Nào. 5, 2, 5. Bên này cũng 5, 2, 5. À, bằng nhau. Bài số 3. 9 ta cộng 6 là 15. 15 ta từ 8 bằng 7. 14 ta trừ 7 được 7. 7 ta cộng 9 là 16. 6 cộng 8 là 14. 14 ta cộng 6 là bằng 20. 11 ta trừ 8 được 11 ta trừ cho 4 được 7. 7 cộng 5 là 12. Bài số 4. Mẫu đồng hồ ứng với cách đọc nào? 7 giờ 15. Đây, 7 giờ 15 đây. Mười giờ ba mươi này, một rưỡi này, bài số 5, vẽ hình theo mẫu.
À, chúng ta chấm đây là chấm cái đỉnh chỗ này được không? Cái đỉnh ở chỗ này là chúng ta đếm 1 2 3, 1 2 3 nhưng mà nó sụt xuống một chút xíu. Một ô. Chỗ này là 1 2 3 bên này, được không? Rồi cái đây là cái đỉnh chỗ này. Đây sụt xuống một cái. Đây này, à, trước tiên chúng ta chấm mấy cái đỉnh rồi chúng ta kẻ. Chúng ta để cái thước này như thế này, chúng ta sẽ kẻ hết tất cả những cái mà đứng, được không? Rồi chúng ta sẽ cả những cái rồi chúng ta lật cái thước qua, chúng ta sẽ cả những cái kia lại. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.